Baby Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Cô Lulu thân mến, tôi trân trọng mời cô tới ngôi nhà mới của tôi. Chú Đào ký tên. À, cô Lulu. Nhà chú Đào ở đằng kia. Để cháu gọi chú ấy cho cô nhé. Chờ tớ. Chào mừng. Ôi hoa đẹp quá. Cảm ơn chú. Các cháu làm gì ở đây? Chú có mời các cháu đâu. Đi về mau. Đi về đi. Chào chú Đào. Cô Lulu à. Ý tôi là mời mọi người vào. Chào mừng. Bọn trẻ đã giúp tôi tìm nhà của anh đấy. Anh có phiền không nếu để chúng vào đây với tôi? Tôi biết anh là người vô cùng hiếu khách mà. Dĩ nhiên rồi. Mời mọi người vào. Cô Lulu, mời cô dùng kem. Tôi vừa mới làm cho cô đây này. Cảm ơn anh. Đây, cháu ăn trước đi nhá. Cháu cảm ơn cô ạ. Tôi quên không cho mứt lên. Mình không thể có thời gian riêng tư với cô Lulu nếu bọn nhỏ vẫn ở đây. Tương ớt. Chú đoán là các cháu chưa bao giờ được ăn vị kem nào ngon như này đâu. Cháu xin ạ. Cô Lulu, cô nếm thử trước nhé. Cảm ơn cháu. Mọi người không nên ăn quá nhiều kem. Chúng ta sắp ăn bữa tối rồi. Anh Đào à, anh có sao không đây? Tôi ổn. Mọi người cứ tham quan nhà trước đi. Tớ nghe thấy tiếng nhạc. Đừng có mà động vào tivi của chú. Đưa chú cái điều khiển. Mọi người đang làm gì thế? Chuyện là chú Đào. Tôi thật ra tôi định dạy bọn nhỏ cách nhảy. Ý tưởng hay đấy. Baby Bird. Sức mạnh ngôn ngữ. Chú Đào, nhận lấy này. Chung tay để ăn đúng là không biết cách cư xử.
Chúng ta nên dùng dao dĩa. Tớ cũng dùng dao dĩa này. Đâu rồi? Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Không sao, tôi ra ngoài một lát. Mọi người cứ tự nhiên đi nhá. Cô cứ tự nhiên. Đừng có ăn nữa. Đưa cho chú. Cái này ngon quá. Đừng có ăn cái đấy. Wow, chú giỏi quá, chú đau. Chú đau. Chú đau. Mấy đứa thật rắc rối, ra khỏi nhà chú mau. Đừng sợ các cháu, chúng ta đi nào. Cô Lulu, đừng đi. Bánh đã xong rồi. Kiki sẽ rất thích đây. Là một chiếc xe. Wow. Ui, nó chạy đường này. Thật tuyệt. Xem từ đây. Này các cậu. Wow, Tony, cậu thật đấy. Hẹn gặp lại nhá. Lần này mình sẽ nhảy thật là cao. Một chiếc mũ. Cái mũ đâu rồi nhỉ? Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhặt mũ. Chiếc xe này ngầu quá. Tớ cũng muốn lái. Không, tớ chưa chơi xong. Này, đợi tớ với. Tạm biệt. Mấy bạn kẹo đâu phát sáng kìa. Mình biết phải làm gì rồi. Dừng lại đèn đỏ rồi. Cái gì? Đúng là đèn đỏ rồi. Giờ là tới lượt tớ. Không. Thôi.
Thôi mà Donny, để tớ lái đi mà. Đi mà. Xe đâu rồi nhờ? Đấy là tớ. Được rồi. Tớ lái. Đuổi tớ lái. Của tớ. Để tớ. Tránh ra. Tớ lái mà. Để tớ lái. Tớ chưa chơi xong. Tránh ra. Để tớ lái. Sao hai bạn ấy lại cãi nhau nhở? Là Hamper kìa. Hamper, cẩn thận đấy. Chào các cậu. Đi đi tớ lái. Xe đẹp đấy. Các cậu chờ tớ nữa. Đến lượt tớ rồi. Để tớ lái. Tớ chưa. Để tớ. Thật đáng sợ. Tớ mong là không ai bị thương. Kia là cái gì? Ra đó xem đi. Được thôi. Xe hỏng rồi. Giờ thì chẳng ai có thể chơi được nữa. Tớ xin lỗi. Tớ không nên tranh vô lăng với cậu. Tớ cũng xin lỗi. Tớ chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Thế thì giờ chúng mình cùng nhau sửa đi. Ý kiến hay đấy. Tớ không lắp được cái này. Để tớ giúp cậu. Cảm ơn cậu. Đây là cảnh cuối cùng. Hey, xong rồi. Tuyệt. Giờ mình cùng lái thôi. Đi thôi. Được rồi. Chuẩn bị. Đi nào. Xe không di chuyển. Donny. Xe bị sao vậy? Tao không biết. Bạn điều khiển từ xa. Kẹo màu, cho bọn tớ mượn điều khiển được không? Được thôi. Dĩ nhiên là được. Chúng ta cùng lần lượt lái nhé. Nào cùng đi xe rung rung rung. Mình ở bên nhau la 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 la. Giờ mình đi thôi, hãy sẵn sàng. Tăng tốc nào, tăng tốc nào. Đến lượt tớ rồi. Chuẩn bị. Đi nào. Nào cùng đi xe vroom vroom vroom. Mình ở bên nhau la 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 la. Giờ mình đi thôi, thật là vui. Tăng tốc zoom zoom zoom. Ta rất vui khi theo nhau lái xe. Hãy cùng đi nào. Yay yay yay. Các bạn nhỏ, hãy luôn chia sẻ đồ chơi của mình nhé. Không nên tranh giành, hãy lần lượt cùng nhau chơi. Như vậy các bạn có thể thêm nhiều niềm vui. Hả?
cẩn thận đấy. Ôi không, siêu nhân Kiki. Siêu nhân Kiki thật tuyệt vời. Mình cũng muốn được giống như cậu ấy. Mình cần phải làm gì để trở thành siêu nhân nhỉ? Đúng rồi, áo choàng siêu nhân. Này, này Milky, cho tớ xin một miếng vải nhé. Được thôi, nhưng đừng lấy nhiều quá nhé. Tớ sẽ làm một con diều với chỗ vải còn lại. Yeah, tớ là siêu nhân Donny đây. Ôi không, vải của mình. Tớ không thể làm diều với chỗ này nữa. Yay! Lâu đài của mình xong rồi. Yeah! Tớ là siêu nhân Donny. Tớ là siêu nhân nhanh nhất thế giới. Tớ là siêu nhân nhanh nhất thế giới. Lâu đài của mình. Johnny. Tớ không phải là siêu nhân đâu. Hả? Sao cơ? Tớ không phải là siêu nhân á? Mình có áo choàng, mình chạy cũng rất nhanh nữa. Vậy tại sao mình không phải là siêu nhân nhỉ? Tất cả siêu nhân đều rất khỏe. Vậy nếu mình nâng được một túi bột kia, mình sẽ là siêu nhân rồi. Xong rồi. Kitty. Tớ cần túi bột này. Donny, cậu làm cái gì thế? Tớ là siêu nhân Donny. Đặt nó xuống đi, Donny. Nguy hiểm lắm. Cậu có thấy sức mạnh của tớ không? Tớ là anh hùng thực sự, là siêu nhân Donny. Donny, cậu chẳng phải là siêu nhân gì cả. Tớ là siêu nhân nhá. Tớ có áo choàng này, tớ chạy rất nhanh. Tớ lại có thể nâng túi bột nặng như thế này nữa. Cậu làm hỏng bánh của tớ rồi. Tớ không cố ý mà. Cậu có đấy. Cậu làm hỏng vải của tớ. Cả lâu đài của tớ nữa. Siêu nhân không làm những việc này. Tớ xin lỗi các cậu. Tớ nghĩ tớ không thể làm siêu nhân được. Hãy chơi ở kia đi. Được rồi.
nữa. Thật sao? Hả? Cậu đã dũng cảm cứu các bạn kẹo màu đấy. Cậu đúng là siêu anh hùng đấy. Tức là tớ phải luôn giúp đỡ mọi người để trở thành siêu nhân. Đúng. Tớ là siêu nhân Donny. Các bạn nhỏ, không quá khó để trở thành siêu nhân đâu. Nếu các bạn luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, bạn đã là siêu nhân rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 5. Các cậu đã sẵn sàng chưa? Tớ chuẩn bị tới đây. Tớ tìm thấy cậu rồi. Cậu tìm thấy tớ nhanh thế. Bánh dâu tây đâu rồi nhở? Tớ không thấy cậu ấy đâu. Chú hãy giúp cháu chuyển hộp bánh này cho Rudolph nhé. Được thôi, không vấn đề gì. Không, bánh dâu tây ở trong hộp bánh rồi. Tôi phải làm sao đây? Đúng rồi, đi cứu cậu ấy thôi. Đằng kia, nhanh lên. Không vấn đề gì, tốc độ nhanh nhất luôn. Kịp rồi, nhanh hơn đi. Tin tớ đi. Lên. Tớ lái xe hơi bị siêu đấy. Nhanh lên, chúng ta phải đuổi kịp. Sao lại dừng lại? Đi tiếp đi. Chúng ta hết pin rồi. Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta không thể cứu được dâu tây. Chắc là cậu ấy sợ lắm. Này, nhìn kia, cậu ấy ở đằng kia. Đi nào. Chúng ta hãy qua đường khi đèn chuyển sang xanh. Xanh rồi, đi thôi. Xe đến.
hả? À, tớ biết rồi. Để xanh rồi, đi thôi. Xe buýt đang tới. Thật là đáng sợ. Đi thôi. Tony, Fry, xin hãy đến cứu tớ. Tony, Fry, tớ ở đây. Đáng sợ quá đi. Cảnh sát ơi kìa, chúng ta đến cứu cậu đây. Cảm ơn hai cậu, tớ biết hai cậu sẽ đến cứu tớ mà. Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt mà. Trốn đi. Anh em trốn đi. Ra đây các cậu, chúng ta về nhà thôi. Được thôi. Nếu bạn bè của chúng ta gặp nguy hiểm, hãy thật dũng cảm và nghĩ cách giúp họ nhé. Nhưng hãy luôn nhớ là phải thật cẩn thận. Đồ ăn đến rồi đây. Kiki. Miu Miu. Bọn trẻ đâu rồi nhỉ? Thôi, mình cứ để lên bàn vậy. Bạn mới. Cậu làm chú bướm của tớ bay mất rồi đấy. Xin lỗi. Có tiếng gì thế nhở? Mình hãy đến nhanh thôi. Bạn và tôi cùng bên nhau. Giọng hát hay quá. Chào bạn. Lâu đài thật đẹp xinh. Chúng ta làm bạn nhá. Hãy đến nhanh thôi. Chào, tớ là cô La. Hát hay quá. Bạn dạy tớ được không? Được thôi. Hãy nghe nhé. La 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 la, lâu đài thật đẹp xinh. La 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 la. Tuyệt quá. Giờ đến lượt cậu. Được. Xem tớ đây. Không sao đâu, từ
thử lại nhé. Tốt lắm, lần nữa nhé. Một lần nữa. Sao cậu lại làm thế? Tớ xin lỗi, tớ không cố tình đâu. Này, bạn mới. Cậu giúp tớ được không? Ok. Chúng tớ định chạy đua. Cậu làm trọng tài cho bọn tớ được không? Được thôi. Chuẩn bị. Chạy. Chạy nhanh nhanh. Chạy nhanh nhanh. Nhanh nhanh lên. Nhanh nhanh. Nhanh lên, nhanh lên. Làm cái gì thế hả? Xin lỗi, tớ không cố ý đâu. Cậu làm hỏng cuộc đua của bọn tớ. Tất cả là lỗi của cậu. Xin lỗi, tớ bị ở mỗi khi hồi hộp. Đi thôi. Đợi đã. Chào. Chào các cậu. Tớ là Cola. Cậu làm cái gì thế? Ta thích chỗ này rồi đấy. Chúng ta sẽ cướp lấy chỗ này. La 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 la. Lâu đài. Nhất lấy này. Đây nữa. Chạy đi. Tao có ý này. Bom đá lại. Dừng lại. Lại là ngươi à? Dừng lại, không được đến đây. Cô là rất là dũng cảm. Cô là rất là dũng cảm. Cô là tuyệt vời chiến đấu với pizza. Dũng cảm và nói sẽ không sao đâu. Nhìn xem cô là làm gì đây. Bom cô là. Nhanh lên hỡi cô là tuyệt vời. Bom cô là. Boom. Bom cô là. Boom. Cô là đây cô là tới. Cô là tuyệt vời. Cô là rất là dũng cảm. Cảm
cứu chúng tớ. Bông cola của cậu ngầu thật đấy. Khi tớ ợ vẫn có thể giúp được mọi người. Các bạn nhỏ có muốn làm bạn với tớ không? Chúng ta nghỉ chút đã. Các bạn nhảy giỏi thật đấy. Bạn dạy cho tớ được không? Được, dĩ nhiên rồi. Tuyệt quá. Như này đúng không? Bạn có sao không? Quay vòng thật là khó. Nhưng tớ có thể xoay như thế này. Tớ có thể làm nhanh hơn nữa cơ. Mọi người đâu cả rồi? Làm sao bây giờ? Chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta bị bẩn cả rồi. Sao các bạn lại ở trong đấy? Bởi vì cậu đâm vào chúng tôi đấy. Thật sao? Tớ xin lỗi. Ôi, là lỗi của mình à? Làm sao chúng ta lên sân khấu trong bộ dạng này được? Mình phải làm sao đây? Mình phải làm gì để giúp các bạn ấy bây giờ nhỉ? Các bạn đừng lo, tớ có cách này. Chuẩn bị xong rồi. Ai muốn được thử quần nào mới trước nào? Bạn này. Đồng ý, bạn trước nhé. Đừng lo, mình sẽ giúp bạn trông thật đẹp. Đúng rồi. Nhìn này. Giờ đến lượt ai nhỉ? Tớ trước. Được rồi, mời đến đây.
Wow, tuyệt vời! Tớ sẽ là bánh vòng ngầu nhất. Được thôi, bắt đầu nào. Wow. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Tớ. Được rồi. Các bạn trông thật đẹp. Bạn trông cũng thật đẹp. Đẹp quá. La la la. Tớ là bánh vòng ngầu nhất đây. Cậu có sao không? Không sao, không sao. Tớ không sao. Có chuyện gì vậy? Ôi không, mặt của bạn. Mặt tớ à? Ôi không, hỏng hết cả rồi. Tớ không còn ngầu nữa. Không sao đâu, để tớ giúp cậu. Xong rồi. Wow, thật đẹp. Thật á? Dĩ nhiên rồi. Yay, trông mình thật là ngầu. Tớ cần phải tập thêm. Các bạn thật là giỏi. Bạn cũng rất giỏi mà. Đúng vậy, bạn luôn có những ý tưởng tuyệt vời. Bạn cũng giúp chúng tớ trông rất đẹp. Đúng nữa đó. Đúng rồi. Chúng ta đều rất giỏi. Là những chiếc bánh vòng thơm ngon, lại đây bên nhau chúng mình mua cả. Những chiếc bánh vòng xinh, rất tuyệt và thật đáng yêu. Wow, nước trái cây. Quanh đây toàn là rác vậy nhở? Chúng là... Dừng lại ngay! Này, quay lại đây! Frank, có chuyện gì với khoai tây chiên của cậu vậy? Chúng đang mất tích sao? Tớ đang ngủ trưa thì đột nhiên chúng lại bỏ chạy đi chứ. Đợi đã! Tớ nghĩ tớ đã nhìn thấy khoai tây của cậu ở đằng kia. Đi thôi, xuống đây này. Ở kia.
ơi, đứng lại, bắt lại chúng. Đứng lại. Quay lại. Gì vậy? Kiến à? Kiến ư? Bọn kiến đã lấy chúng đi. Ôi trời ơi, có rất nhiều kiến ở chỗ này. Giúp tớ với, giúp tớ với. May quá. Tại sao ở đây lại nhiều kiến vậy nhỉ? Thật đáng sợ. Hôm nay nhà bếp có rất nhiều rác. Chắc đó là lý do tại sao kiến lại xuất hiện. Ai đã vứt rác bừa bãi nhỉ? Thật là không tốt. Ai đã làm điều này thì nên xin lỗi. Hamburger tí nữa là đã bị kiến mang đi mất rồi đấy. Này, có chuyện gì vậy Hamburger? Tớ xin lỗi. Đó là lỗi của tớ. Tớ đã làm một đống hỗn độn này và lũ kiến đã chui ra. Đó là kiến, chúng đang đến đấy. Chúng vẫn đang đến. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng sẽ bắt tất cả chúng ta. Thôi không. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Chúng ta cần phải làm một điều gì đó. Lũ kiến đã đi hết rồi. Thật là tốt quá đi.
Tớ rất sợ chúng. Các cậu nghĩ rằng chúng sẽ quay lại không? Miễn là chúng ta giữ nhà bếp luôn sạch sẽ thì chúng sẽ không chui ra nữa. Tớ hứa từ nay sẽ không bao giờ vứt rác trên sàn nhà nữa. Hoàn hảo. Sắp có chuyện gì phải không Milky? Ngày mai là ngày hội thể thao của chúng ta. Người nào lấy được cờ và về đích đầu tiên sẽ là người chiến thắng. Wow, tớ cũng muốn tham gia. Ai sẽ là người chiến thắng đây nhở? Tớ sẽ là người chiến thắng. Tại sao cậu nghĩ cậu sẽ là người chiến thắng? Vì tớ khỏe nhất trong tất cả chúng ta chứ sao? Nhưng mà tớ nhanh nhất. Tớ nhanh nhất. Tớ sẽ là người chiến thắng. Nhìn đi, cậu thấy sao hả? Vậy, xem ai thắng vào ngày mai. Tất cả người chơi chú ý. Người nào lấy được lá cờ trên tủ lạnh trước sẽ là người chiến thắng của ngày hôm nay. Vào vạch xuất phát. Sẵn sàng. Chạy. Wow, đơn đi sử dụng kỹ thuật lăn của mình. Cậu ấy đang dẫn đầu. Ôi, sẽ chiến thắng. Ngạc nhiên chưa? Em tôi đang vượt qua đơn đi. Cậu không thể đánh bại tôi. Ôi không, Bảo đã bị thương. Đã cứu hộ, cứu trợ. Chiến thắng.
Không, đây vẫn chưa phải kết thúc. Ôi không, cậu ấy đang cảm xúc rồi rồi. Cảm xúc sẵn sàng. Ôi, bạn ấy sẽ không sao. Cậu ấy sẽ không sao. Ủa? Tôi không giữ được nữa. Harper, tôi đang đến giúp cậu đây. Ôi không, kìa bạn của tôi đang gặp sao rồi đây. Đừng sợ bạn nhé, thật bình tĩnh. Donny, cậu đã cứu tớ. Cảm ơn cậu. Cậu cũng đã cứu tớ mà. Lấy cờ đi, Hammer. Không, Donny, cậu nên lấy nó. Cậu mới là người chiến thắng. Vậy thì chúng ta hãy cùng làm với nhau. Được thôi. Donny và Hammer đã hoàn thành cuộc đua và giúp đỡ lẫn nhau. Vậy thì cả hai đều là người thắng cuộc. Chiến thắng cuộc đua là rất quan trọng, nhưng tình bạn còn quan trọng hơn rất là nhiều. Đúng vậy đấy. Đi thôi, Kiki. Đi thôi. Cậu biết gì không? Tớ nghe nói có một tên trộm thức ăn ở quanh đây. Chúng ta hãy khóa cửa cẩn thận. Các cậu nghe thấy điều đó không? Có một tên trộm. Tớ sợ lắm. Nếu tên trộm xuất hiện thì sao? Vậy thì chúng ta nên trốn đi. Trốn tìm. Tớ thích điều đấy. Tớ tham gia với. Nhỏ quá. Cậu làm vỡ hộp rồi. Xin lỗi. Nếu tên trộm đến, chúng ta sẽ đuổi hắn đi. Đúng. Thôi nào các bạn nhỏ. Các cậu nghĩ là mình có thể đuổi được hắn đi ư? Tớ nghĩ tớ đang nghe thấy tiếng gì đó. Có người đang đến. Là ai nhỉ? Có lẽ Kiki quay lại. Đó, đau quá. Có vẻ như ở đây có nhiều đồ ăn ngon. Ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho ta hôm nay.
Một chiếc hamburger ngon tuyệt. Bánh dâu tây. Xem nào, có gì khác quanh đây không? Khoai tây chiên. Bánh phòng yêu thích đi rồi. Chúng ta đang ở đâu vậy? Ôi trời ơi, chúng ta bị bắt cóc rồi. Những viên kẹo màu. Nó trống không à? Tên sói đã bắt bạn của chúng ta. Phải làm gì đây? Chúng ta cần phải cứu các cậu ấy. Nhưng chúng ta quá nhỏ bé và tên trộm rất to lớn. Chúng ta phải làm gì đây? Tớ có cách này. Nghe nhá. Tiếng gì vậy nhỉ? Không. Cái gì ở kia vậy? Chỉ là một lá cờ nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật kỳ lạ.
Tay tôi bị trói rồi. Chân cũng bị trói. Ai lại làm điều này với tôi? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ôi trời ơi! Là tên trộm. Xin chào, sở cảnh sát ạ. Tôi sẽ không bao giờ ăn cắp đồ nữa. Tôi sẽ không coi thường các cậu bởi vì các cậu nhỏ bé nữa. Cảm ơn các cậu. Mặc dù mỗi chúng ta đều nhỏ bé, nhưng chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ khi chúng ta cùng nhau cố gắng. Cậu nói đúng. Cậu xem, máy bay của tớ bay được xa chưa này? Tớ cũng làm được nhá. Xem đây này. Hả? Hey, thấy chưa? Cũng có bay xa hơn tớ đâu. Cậu sai rồi. Tớ giỏi hơn nhiều. Còn lâu nhá. Thử lại đi. Lần này tớ bay không, trước. Tớ trước. Tớ trước. Không, tớ trước. Ôi, đau quá. Tớ không thèm chơi với cậu nữa. Tớ cũng chẳng thèm nữa. Cậu không phải là bạn của tớ nữa. Cậu cũng thế. Làm sao đây? À, tôi có ý này. Hãy làm nổ quả bóng. Đừng để hả? Như vậy không được đâu. Cậu không thể làm nổ bóng với kẹo được. Đợi đã. Tôi nghĩ cách này được này. Không, nó làm tớ bị thương mất. Vậy ta phải làm sao đây?
Tớ không giữ được nữa đâu. Cứu, cứu Tâm ơi. Ôi không, cậu ấy bị ngã mất. Hãy làm cùng nhau nhé. Được rồi. Chuẩn bị. Được rồi. Nó hạ xuống rồi. Bắn thêm nhiều kem nữa đi. Không vấn đề gì. Hey. Yay. Để tớ thử lại. Không đủ cao. Hãy nhảy cùng nhau. Được rồi. 1, 2, 3. Nhảy. Hãy nhảy một lần nữa. Được thôi. Chúng mình làm được rồi. Cảm ơn các cậu. Cứu, cứu tớ. Ôi không, chúng ta phải làm gì đây? Một chiếc máy bay giấy. Cậu có thấy tớ tuyệt vời không? Tớ cũng rất tuyệt. Tớ thấy cả hai bạn đều rất tuyệt vời.